bạn giải hàng chục CV, thậm chí là hàng trăm CV, nhưng mà bạn không hề nhận được một cuộc gọi điện thoại nào từ nhà tuyển dụng. Well, bạn đang tìm việc tại Singapore đúng không? Nếu như bạn đang tìm việc tại Singapore thì mình nghĩ đây không phải là cái vấn đề duy nhất của bạn. Có rất rất nhiều các bạn khác cũng gặp vấn đề tương tự khi mà họ trong quá trình tìm kiếm việc làm tại Singapore. Hay như bản thân mình vào năm 2018, khi lần đầu tiên là mình cũng tìm việc làm tại Singapore, mình cũng giải hàng chục, thậm chí là hàng trăm CV khác nhau, nhưng mình không hề nhận được một cuộc gọi điện thoại nào từ bên nhà tuyển dụng. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 cái kinh nghiệm để các bạn tự có thể giải CV trong quá trình tìm kiếm việc làm tại Singapore mà không cần phải thông qua môi giới. Cái phần này thì mình nghĩ nó sẽ chỉ phù hợp với các bạn mà đã có kinh nghiệm làm việc, có bằng cấp và có cái phần chuyên môn, ví dụ chuyên môn về sale, chuyên môn về marketing, chuyên môn về kế toán, về IT, về engineering, vân vân, thì các bạn hoàn toàn là có thể tự tìm kiếm được việc làm tại Singapore mà không cần phải thông qua môi giới hay không cần phải trả hàng nghìn đô la Mỹ cho chi phí môi giới. Còn đối với các bạn mà kiểu sang dạng lao động phổ thông thì mình nghĩ là thường ở bên Singapore các cái chủ làm thường là họ sẽ hay làm việc với môi giới để tìm kiếm ứng viên nước ngoài, cho nên nếu mà các bạn mà đi theo cái dạng kiểu lao động phổ thông thì mình nghĩ phần lớn là các bạn sẽ phải thông qua môi giới, thì đấy là một cái phần lưu ý cho các bạn. Cụ thể hơn thì 5 cái kinh nghiệm mà tự đi giải CV mình sẽ chia sẻ trong video này bao gồm, đó là thứ nhất, các bạn nên làm ít nhất 2 đến 3 cái bản CV theo cái chuyên môn công việc của các bạn, tức là các bạn sẽ cần phải mở rộng cái phạm vi tìm kiếm. Phần thứ hai nữa là các bạn nên tham khảo cái kinh nghiệm của những người đi trước, thì trong cái video này mình cũng sẽ chia sẻ thêm một số cách mà bạn có thể tham khảo những người đi trước là như nào, kể cả khi các bạn chưa có nhiều các cái phần network. Và phần thứ ba là các bạn sẽ phải biết cách lựa chọn các cái job portals hay là các cái trang web tìm việc phổ biến tại Singapore, hiệu quả tại Singapore, và sẽ tìm kiếm cách tìm kiếm theo các cái từ khóa, theo đúng cái chuyên môn của các bạn. Phần thứ tư, đây là cái phần mà mình nghĩ sẽ là cái phần quan trọng nhất, tức là các bạn sẽ phải biết cách gọi là tùy chỉnh hóa, hay tiếng Anh hay gọi là customize, và các bạn sẽ phải biết cách tối ưu hóa từ khóa trong CV của bạn phù hợp với cái phần job description, mô tả công việc. Và phần cuối cùng là trong toàn bộ cái quy trình mà các bạn giải CV và tìm kiếm việc làm ấy, thì mình nghĩ các bạn sẽ luôn luôn phải có bước review trong xem toàn bộ cái quá trình đó, xem cái điểm nào là bạn thấy ok và điểm nào chưa ok để các bạn điều chỉnh lại các cái phần kế hoạch hay là các cái phần strategy trong quá trình tìm kiếm cho một cách phù hợp. Với các bạn mà lần đầu tiên xem video của mình thì mình là Loan, đang sinh sống và làm việc tại Singapore, năm nay năm thứ 6 rồi. Thì hiện tại là mình cũng đang làm việc cho một công ty công nghệ tại Sing. Mình xây dựng cái kênh này với cái mục đích là chia sẻ về cái kinh nghiệm tự tìm kiếm việc làm của cá nhân mình trong quá trình mà mình tìm kiếm việc làm tại Singapore, với cái hy vọng là cũng có thể giúp đỡ được nhiều bạn hơn nữa tìm kiếm được những cái công việc phù hợp tại Sing. Nếu như đây cũng là cái chủ đề mà bạn quan tâm thì bạn có thể subscribe kênh của mình để ủng hộ thêm cho kênh nhé. Và bây giờ thì let's go. Đầu tiên hay chia sẻ là cái kinh nghiệm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn nên làm nhiều loại CV khác nhau theo cái chuyên môn của các bạn. Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên làm ít nhất 2 đến 3 cái loại CV khác nhau theo cái chuyên môn của các bạn. Cái lý do vì sao? Bởi vì như các bạn cũng biết là ở Singapore ấy, trong cái quá trình mà các bạn tìm việc thì nó sẽ phải là kết hợp giữa rất nhiều các cái yếu tố trước khi mà bạn có thể nhận được cái job offer hay không. Thứ nhất là theo cái kinh nghiệm và cái năng lực của các bạn. Một cái phần quan trọng không kém đó chính là cái phần mà các bạn phải tìm được chủ có thể làm được thẻ work visa cho bạn. Cho nên là có rất nhiều trường hợp mà như các bạn tìm được cái công việc mà rất là phù hợp với chuyên môn của các bạn, nhưng rất không may là chủ không làm được thẻ, thì lúc đó là các bạn sẽ phải tìm kiếm những công việc khác. Ví dụ như bản thân mình cũng tương tự như vậy. 2018, công việc đầu tiên mà mình được nhận là một công việc chuyên về sale cơ. Tuy nhiên là công ty không trả đủ cái mức lương theo cái thẻ EP cho mình, cho nên là mình bị trượt EP và cuối cùng là công ty không nhận được mình, và lúc đó là mình lại phải đi tìm các cái công việc khác. Đó là cái lý do vì sao là mình rất là khuyến khích ở trong cái bước đầu là các bạn nên mở rộng cái chuyên môn của các bạn là một. Thứ hai nữa là phải chuẩn bị các cái CV theo các chuyên môn đấy. Thì mình có thể lấy ví dụ các bạn nào mà chuyên làm sale ấy, thì trong sale, bản thân sale nó sẽ có hai cái ngành. Một cái ngành nó họ gọi là hunting. Hunting tức là chuyên đi phát triển khách hàng mới, thì một số cái job title tương ứng, ví dụ là business development hoặc là sales development. Còn cái ngành thứ hai trong sale chuyên về cái phần farming, tức là các bạn chuyên chăm sóc phát triển khách hàng hiện tại để làm sao tìm kiếm được các cơ hội upsell hoặc là cross sell. Thì các cái job title tương ứng đối với cái farming này thì nó hay có ví dụ account manager, account executive,
Thì đối với cái phần này thì ít nhất là đối với cái vị trí sale là các bạn đã nên có ít nhất là hai cái loại CV tương ứng rồi. Phần thứ ba nữa, loại thứ ba nữa mà mình nghĩ là các bạn cũng có thể mở rộng thêm, ví dụ theo mình biết là có rất nhiều bạn làm sale mà cũng đã từng có kinh nghiệm làm marketing, hoặc ít nhất là các bạn cũng sẽ biết là marketing cần sẽ làm những cái công việc như thế nào, thì nó cũng sẽ là một trong những cái kinh nghiệm mà các bạn có thể cover. Thì các bạn cũng có thể làm thêm một cái CV chuyên về marketing nữa. Và một cái loại tiếp theo nữa ở trên trong sale á, là các bạn cũng có thể là liên quan là các bạn cũng có thể làm thêm một cái CV về customer success hoặc là client success, hay là thậm chí là sales support hoặc là sales admin. Bởi vì như các bạn cũng biết là tìm việc tại sinh không hề đơn giản, và nhiều khi để có được cái công việc đầu tiên là các bạn sẽ phải đánh đổi. Cho nên là thường trong một số trường hợp là các bạn sẽ phải chấp nhận làm các cái vị trí mà thấp hơn so với kinh nghiệm của bạn trước, để các bạn có được cái first experience, tức là có cái kinh nghiệm đầu tiên ở bên Singapore trước. Sau khi mà các bạn đã có kinh nghiệm ở Singapore rồi thì lúc đó là các bạn có thể là tìm kiếm các công việc khác mà nó phù hợp với kinh nghiệm của các bạn. Thì đó là cái bước đầu tiên, là các bạn sẽ phải chuẩn bị nhiều loại CV khác nhau phù hợp với các cái chuyên môn của các bạn. Cái kinh nghiệm số 2 mà mình muốn chia sẻ đó là mình cũng rất là khuyến khích các bạn nên tìm hiểu hoặc là nên tham khảo các kinh nghiệm của những người đi trước. Thì cái câu hỏi các bạn có thể đặt ra, hoặc là cái câu thắc mắc các bạn có thể đưa ra, đó là nếu mà mình chưa từng làm việc tại Singapore thì làm sao mình quen biết với những anh chị đã đi trước, đã từng làm việc tại đây, đúng không? Thì cái này mình nghĩ là rất là đơn giản thôi. Ví dụ như các bạn cũng biết là hầu hết bây giờ ai đi làm, đặc biệt là các bạn chuyên về bên professional, thì ai cũng sẽ có một cái tài khoản LinkedIn. Và hầu hết là cái tài khoản LinkedIn nó gần như là một cái trang social chuyên cho cái mảng professional. Thì thường các bạn ấy cũng sẽ để là phần public, và các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm rất dễ dàng ở trên LinkedIn. Thì ví dụ như ngày trước là cách mà mình cũng hay làm là mình hay tham khảo về những cái anh chị mà hay làm cho những cái tập đoàn đa quốc gia. Bởi vì sao? Như các bạn cũng biết là ví dụ những người mà làm trong những tập đoàn đa quốc gia là những người mà thường là họ có những cái phần skill set rất là đặc biệt. Đó là cái lý do vì sao họ được tuyển dụng. Cho nên là mình cũng thường hay vào trong những cái phần LinkedIn của bên họ để xem cách mà họ thể hiện cái kinh nghiệm của họ cho public là như thế nào. Thì mình hoàn toàn có thể tham khảo cái cách mà họ viết cũng như là cách mà họ thể hiện về những cái kinh nghiệm của họ trên LinkedIn, để mình xem biết cách tương ứng là mình sẽ thể hiện thật tốt cái kinh nghiệm của mình trong CV. Thì đấy là cái trường hợp mà các bạn chưa quen biết ai, chưa có network, thì các bạn hoàn toàn có thể làm những cái bước rất là cơ bản như vậy. Thậm chí là một số trường hợp khi mà các bạn đã có những cái connection hoặc cái network nhất định, thì mình nghĩ là bạn hoàn toàn có thể là nhờ những cái người đi trước, người ta xem hoặc là người ta review CV cho các bạn. Thì đấy cũng sẽ là một trong những cái cách mà các bạn có thể là tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước. Và mình rất là khuyến khích các bạn nên làm phần này. Hoặc nếu mà bây giờ các bạn chưa có connection với ai, thì các bạn hoàn toàn có thể là tập tìm kiếm ở trên LinkedIn với những cái anh chị mà theo đúng cái chuyên môn của các bạn, hoặc là theo đúng những cái doanh nghiệp mà các bạn đang muốn nhắm tới. Thì các bạn hoàn toàn có thể connect trước với họ. Thì đôi khi là những cái update của họ trên LinkedIn nó cũng sẽ là một trong những cái nguồn thông tin mà giúp các bạn có thêm những cái update ở về thị trường bên Singapore này. Kinh nghiệm số 3, tip số 3 mà mình muốn chia sẻ đó là đến cái bước mà bạn sẽ phải tìm kiếm các cái trang job portals hay là cái trang website để tìm kiếm việc làm, và các bạn sẽ phải biết cách để tìm kiếm các cái phần từ khóa tương ứng. Thì thứ nhất là về cái trang web tìm việc làm tại Singapore, thì mình cũng có chia sẻ trong một cái video trước về top 5 website tìm kiếm việc làm tại Singapore, các bạn có thể tham khảo thêm. Cái này là mình liệt kê 5, nhưng mà thực tế theo cái cá nhân của mình thì mình yêu thích nhất đó cái trang LinkedIn. Thì đây cũng là cái trang mà giúp mình có được cái công việc thứ hai, công việc thứ ba tại Singapore. Tiếp sau nữa là cái trang JobStreet, là cái trang mà giúp mình có được cái công việc đầu tiên ở bên Sing. Thì đấy là hai cái trang mà so far là mình sử dụng nhiều nhất, nhưng cái LinkedIn luôn luôn là cái top number one mà mình sử dụng trong cái quá trình mà mình tìm kiếm việc làm. Và một cái trang nữa mà cái này thì mình nghĩ những bạn nào mà chuyên về cái phần IT á, các bạn có thể tham khảo, chính là cái trang Monster. Thì đây là cái trang người ta mới đổi tên, mình nghĩ cách đây vài tháng, bây hiện tại là họ đang đổi tên thành Foundit hay là Foundit. Thì đây là cái trang mà theo mình biết là các bạn mà chuyên về bên IT, các bạn đấy hay apply CV trên đây, và cái cơ hội tìm kiếm việc làm của bạn ở trên cái trang này rất rất là cao. Ngoài ra một cái trang mà mình cũng khuyến khích các bạn nên tìm kiếm đó là cái trang, thực ra cái trang web này là cái trang của bên chính phủ, được gọi là My Career Future. Thì đây là cái trang mà do chính phủ Singapore người ta quản lý, và họ có một cái yêu cầu là tất cả các cái doanh nghiệp tại Singapore nếu mà có nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài thì phải đăng tin tuyển dụng trên cái trang My Career Future này ít nhất là 14 ngày.
thì các bạn có thể là rất là dễ tìm kiếm những cái công ty khi mà họ đã có đăng ký thông tin tuyển dụng lên cái trang này, thì các bạn hoàn toàn có thể biết là cái cơ hội mà công ty đó có thể có được cái quota là một, hoặc là cơ hội mà cái doanh nghiệp đó có thể làm được thẻ work visa cho người nước ngoài tại Singapore sẽ là rất cao. Thì các bạn có thể là tìm kiếm công việc từ cái trên trang này trước. Đó là cái bước mà các bạn filter xem là doanh nghiệp nào hay là cái công việc nào mà chủ có thể làm được thẻ work visa cho người nước ngoài. Tuy nhiên là cái hạn chế của cái kênh này đó là vì là họ, đây là cái trang dành cho chỉ dành cho người bản địa này, hoặc người mà có thẻ xanh hay là thẻ thường trú nhân ở Singapore. Cho nên nếu mà các bạn là người nước ngoài thì các bạn chỉ xem tin được thôi, mà các bạn sẽ không thể đăng nhập, không thể nộp hồ sơ ứng tuyển qua cái trang này được. Thì đấy là cái hạn chế. Tuy nhiên nếu mà các bạn thấy cái job description, cái công việc đó phù hợp với kinh nghiệm của các bạn, thì các bạn hoàn toàn có thể là lên Google hoặc lên LinkedIn tìm kiếm cái theo cái job title đó. Thì các bạn sau đó là mình sẽ apply qua những cái trang đó, mà mình sẽ không apply trực tiếp từ cái trang này. Thì đấy là một cái số các cái trang mình sử dụng rất nhiều. Và nếu mà các bạn muốn tham khảo thì bạn cũng có thể tìm kiếm thêm để thử xem là trong cái trang đó nó có phù hợp với style của các bạn hay không. Bởi vì theo mình biết thì tại Singapore có rất nhiều các cái trang web tìm kiếm khác nhau, và mỗi một người thì họ lại có cái gọi là preference khác nhau, đúng không? Đó, cho nên là các bạn có thể tham khảo thêm thôi. Cái này thì chỉ là dưới góc độ kinh nghiệm và dưới góc độ cá nhân của mình, thì đấy là ba cái trang mà mình tìm kiếm rất là nhiều. Về cách tìm kiếm từ khóa thì trong cái video trước mà mình chia sẻ về top 5 cái website, thì mình cũng có chia sẻ một số cách. Ví dụ như là ở tại các cái trang này họ đều có cái phần đăng ký từ khóa để nhận cái job notification, tức là nhận thông báo sau khi mà họ có những cái job mới liên quan đến từ khóa mà bạn tìm kiếm. Thì đối với cái từ khóa này bao giờ là mình cũng sẽ chia thành hai loại. Loại từ khóa thứ nhất là theo đúng cái job chuyên môn của các bạn. Ví dụ như bạn ban nãy là mình nói là chuyên sale, chuyên marketing, chuyên client success, hoặc là chuyên về sales support, đúng không? Thì các bạn tìm từ khóa theo các cái chuyên môn của các bạn là như vậy. Cộng thêm với cái việc là mình cũng sẽ tìm kiếm từ khóa theo cái từ là cái điểm mạnh của mình tại Singapore, đó là từ Việt Nam hoặc là Vietnamese. Vì sao đây là cái điểm mạnh? Bởi vì khi mà những công ty mà họ có ghi là ưu tiên tuyển dụng người biết tiếng Việt, thì đó sẽ là cái lợi thế cạnh tranh của các bạn so với những cái ứng viên khác từ quốc gia khác. Như các bạn cũng biết là Singapore là quốc gia mà họ có rất nhiều các cái ứng viên từ rất nhiều các quốc gia khác nhau, từ Malaysia, từ Thái Lan, từ Philippines, từ Indonesia. Thì đấy, có rất nhiều các ứng viên từ các quốc gia khác họ cũng tìm kiếm hoặc họ cũng làm việc ở đây. Cho nên là chỉ những cái công việc nào mà họ ghi là ưu tiên tuyển dụng người Việt thì mình, đấy sẽ là những cái điểm mình hay gọi là những cái golden egg, tức là cái quả trứng vàng cho bạn, vì đấy sẽ là cái lợi thế cạnh tranh của các bạn so với các ứng viên khác. Kinh nghiệm số 4 mà mình muốn chia sẻ, và theo mình nghĩ thì đây cũng là cái kinh nghiệm, là cái bước mà quan trọng nhất trong cái quá trình mà các bạn giải CV, đó chính là cái phần customize, tức là tùy chỉnh hóa CV và biết cách để tối ưu hóa từ khóa trong CV. Thì như các bạn cũng biết là Singapore là một cái quốc gia rất là phát triển, đặc biệt là trong phần công nghệ, đúng không? Thì bản thân các cái nhóm hoặc là những cái người mà chuyên làm bên tuyển dụng ấy, thì hiện tại là họ sử dụng phần công nghệ rất nhiều, đặc biệt là cái phần mà sàng lọc CV. Ngày trước là mình biết là thường cũng có rất nhiều công ty là nhân sự là họ hay sàng lọc bằng cơm, tức là bằng mắt. Họ sẽ dò hoặc là họ review từng cái CV để lựa chọn ra cái CV phù hợp trước khi mà họ gọi điện phỏng vấn, đúng không? Nhưng hiện tại theo mình biết có rất nhiều công ty họ đã áp dụng các cái phần mềm để có thể là sàng lọc CV theo từ khóa. Thì đấy là cái phần mà các bạn sẽ phải tùy chỉnh CV của các bạn tương ứng. Đó là cái bước mà vì sao là mình luôn luôn khuyến khích, đó là các bạn nên đọc rất là kỹ cái phần mô tả công việc, cái phần job description. Thì thông thường cách mình làm là như này, mình sẽ đọc từng các cái phần job description, và sau đó là bản thân mình đã phải có cái đánh giá xem là đối với cái công việc này thì cái khả năng đáp ứng của mình đang là bao nhiêu phần trăm. Nếu những cái công việc mà mình thấy là cái khả năng đáp ứng của mình tầm 60 đến trên 70% trở lên á, thì đó là mình nghĩ là những cái công việc mà nó đang là rất là cái ưu thế của mình rồi. Thì lúc đó đối với mỗi công việc mà có cái mức độ mình có thể đáp ứng cao như vậy là mình sẽ cần phải có tùy chỉnh CV, chứ mình không sử dụng một CV mà mình gửi cho tất cả các cái job cho các cái công việc. Trong cái quá trình mà mình tùy chỉnh CV như vậy thì mình sẽ đưa cài thêm các cái từ khóa vào tương ứng đối với cái phần mô tả công việc đó trong CV của mình, thì như vậy nó cũng sẽ làm tăng cái tính cạnh tranh và cũng tăng cái khả năng mà cái CV được vượt qua cái vòng CV screening hay là phòng sàng lọc CV. Còn đối với những cái công việc mà mình cảm thấy là cái năng lực hay là cái kinh nghiệm của mình nó đáp ứng đâu đó tầm chỉ dưới 50% thôi,
các bạn nhớ đó, chỉ dưới 50% thôi thì đối với những công việc đó là mình sẽ không làm tùy chỉnh, bởi vì khi mà các bạn làm tùy chỉnh là các bạn cũng mất thời gian. Và đối với những công việc mà dưới 50% thì mình thấy là cái khả năng của mình không cao, cho nên là mình không bỏ qua, mình vẫn gửi CV. Trong trường hợp đó thì mình đã có cái bước đầu tiên là mình có tầm 3-4 loại CV khác nhau rồi, đúng không? Thì tương ứng là mình chỉ cần gửi theo đúng cái loại CV tương ứng với cái công việc đó mà thôi, chứ mình sẽ không có tùy chỉnh. Mình sẽ chỉ làm tùy chỉnh đối với những công việc mà cái khả năng đáp ứng của mình tự đánh giá là trên 60 đến trên 70%, thì bắt buộc và chắc chắn là mình sẽ làm cái phần tùy chỉnh. Ví dụ những bạn chuyên về sale thì các bạn sẽ thấy là có một số công ty, ví dụ như là account executive hay là account manager, thì họ sẽ chỉ chuyên làm về farming thôi. Nhưng một số công ty khác thì account manager họ làm luôn cả farming và hunting. Thì đó là cái lý do vì sao các bạn cần phải đọc kỹ phần job description và có tùy chỉnh CV cho nó tương ứng theo đúng cái yêu cầu hay là theo đúng cái mô tả của công việc đó, để làm sao mình sẽ tối ưu hóa cái từ khóa cũng như là gọi là đưa các cái relevant experience, tức là kinh nghiệm tương ứng của mình vào trong CV, để làm tăng được cái khả năng mình vượt qua được cái vòng sàng lọc CV. Và cái kinh nghiệm cuối cùng, hay là mình nói là cái bước số 5 ấy, là cái bước mà các bạn sẽ luôn luôn phải có cái phần review toàn bộ cái quá trình, và các bạn sẽ phải có những cái điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Theo cái kinh nghiệm của mình thì sau một tuần mà các bạn giải CV và các bạn không nhận được bất cứ cái email phản hồi nào của nhà tuyển dụng, hay các bạn không nhận được bất cứ cái cuộc gọi điện thoại nào từ nhà tuyển dụng, thì mình nghĩ là các bạn sẽ phải nên tự đặt câu hỏi có vấn đề gì đó sai ở đây rồi. Tức là các bạn đã phải tự biết xem là mình sẽ cần phải xem xét lại xem là cái bước nào hoặc cái chỗ nào mà mình thấy là chưa ổn, và chỗ nào là mình sẽ cần cải thiện. Thì theo mình nghĩ là cứ mỗi một tuần là các bạn sẽ self reflection hoặc các bạn review lại một lần, thay vì là các bạn đợi 2 đến 3 tuần thì lúc đó các bạn mới review. Vì như vậy là mình nghĩ là nó cũng sẽ là quá muộn rồi. Ví dụ như là ngày trước cách mà mình làm thì sau một tuần mà mình thấy là ví dụ như là mình chỉ nhận được một hoặc thậm chí là không nhận được cái cuộc gọi nào, thì mình sẽ xem lại xem là ví dụ ok mình có thể thay đổi, ví dụ mình thay đổi cái title của CV của mình chẳng hạn này, hoặc là mình cái phần thay đổi lại cái cách mà mình viết phần summary, hoặc là mình sẽ thay đổi cái cách mà mình thể hiện ở trong cái phần tả các cái phần experience của mình. Ví dụ như là thay vì là mình sẽ chỉ liệt kê về các cái phần ví dụ như là công việc mình làm là gì, thì mình sẽ thay đổi là thêm các cái phần data, tức là mình sẽ cho thêm các cái phần achievement của mình vào trong đấy, thì để xem nó như thế nào. Hoặc một số trường hợp là mình cũng sẽ thử xem là ví dụ CV, ví dụ như là CV 2 trang hay CV 3 trang, thì mỗi một lần mà các bạn review như vậy, các bạn thử nghiệm mới là ok mình sẽ cắt rút ngắn lại còn một trang, thì các bạn sẽ sang tuần thứ hai là các bạn thử với những cái phần thay đổi mới như vậy, thì xem nó có thay đổi hay nó có chuyển biến gì hay không. Thì đấy là những cái cách mà mình nghĩ là các bạn sẽ luôn luôn phải có cái phần self reflection và sẽ tùy chỉnh tương ứng. Và cái phần final thought của mình đó là các bạn sẽ phải thực sự là rất 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 là kiên trì. Vì mình cũng nói rất nhiều trong các cái CV khác nhau, tìm việc tại Singapore chưa bao giờ là dễ dàng cả. Cái này là chưa bao giờ là dễ dàng cả. Đặc biệt là trong năm nay, là khi mà chính phủ Sing họ còn gia tăng các cái phần quy định dành cho thẻ expat cũng như là quy định dành cho thẻ EP, cho nên là tìm kiếm được việc làm tại Singapore trong năm nay còn khó hơn bao giờ hết. Hoặc là ví dụ như với tình hình kinh tế nó đang rất là biến động và có rất nhiều các công ty họ đang cắt giảm nhân sự, thì cái số lượng công việc theo mình biết là trong năm nay nó cũng ít hơn, thì nó cũng sẽ làm cái phần quá trình tìm việc của các bạn nó càng khó khăn hơn. Tuy nhiên là mình nghĩ nếu mà các bạn thực sự là kiên trì và các bạn thực sự là có quyết tâm muốn làm việc tại Singapore, thì mình hoàn toàn nghĩ là các bạn có thể tìm được cái công việc tại đây. Nếu mà các bạn muốn biết xem là những cái reference number như thế nào để có được cái công việc, đúng không? Thì ví dụ năm 2018 á, cách đây cũng rất là lâu rồi, cách đây khoảng tầm 4-5 năm rồi, thì cái thời điểm đó là mình tìm kiếm công việc đầu tiên, lúc đấy là trước Covid nha, các bạn nên nhớ là trước Covid, thì có thể là cái tình hình nó sẽ rất là khác so với bây giờ. Thì cái thời điểm đó là mình có chia sẻ trong một cái video trước là kinh nghiệm mà mình tìm được cái công việc đầu tiên tại Singapore trong 30 ngày đấy, thì đúng thực tế là mình có được công việc trong 30 ngày, thì mình mất đâu đó khoảng tầm 2 đến 3 tuần là mình giải rất rất nhiều các cái CV và mình có phỏng vấn. Thì đến tuần thứ tư là đâu đó là lúc đấy là gần cũng thời điểm là mình hết hạn thẻ và mình phải về nước, thì cái thời điểm mà mình nhận được cái job offer thì công ty họ apply cái thẻ cho mình, và lúc đó là mình phải về nước. Sau khi mà họ làm xong thẻ thì lúc đấy là mình mới quay lại Singapore. Thì tại thời điểm năm nay thì mình nghĩ là nó sẽ mất thời gian hơn, và cái số lượng CV mà các bạn cần giải nó cũng sẽ phải tăng lên rất là nhiều. Thì đấy là một số cái phần lưu ý.
Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like và subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ thêm cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye for now.